Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của công ty Nhạc Việt. Hôm nay thì mình rất là may mắn được đập hộp hai cái mixer rất là mới của hãng và vừa mới về tại công ty Nhạc Việt, thì mình sẽ đập hộp luôn cho các bạn thấy nha. Ở đây là có hai mẫu là Onyx 8 và Onyx 12. Với hai mẫu này thì hãng họ dành những cái lời rất là có cánh dành cho hai cái mẫu này nha các bạn. Thứ nhất là đây là mixer sử dụng Onyx Preamp là rất là mới của hãng. Rồi đây họ sử dụng một cái kiểu EQ đặc biệt là Bricktit. Cái kiểu Bricktit này là một kiểu EQ rất là hay. Đó, và cái mixer này là thu âm multitrack nha các bạn. Multitrack có nghĩa là Onyx 8 thì sẽ là thu 8 track. Đó. Còn Onyx 12 thì sẽ là thu 12 track độc lập. Đó, và tiếp theo là nó sử dụng một cái bộ effect. Đây là SZ Table Processional. Bộ effect này rất là hay. Mixer này họ sử dụng cho làm live nè. Đó, sử dụng cho phòng thu nè, streaming nè và content creation nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ đập hộp cho các bạn xem nhá. Đầu tiên là em Onyx 8 nha các bạn. Đây, đây là em Onyx 8 nha các bạn. Đó, đây là mặt phía trước. Đấy. Đây là mặt phía sau này các bạn. Đó. Đây, với em 8 này mình sẽ phân tích qua một chút nha các bạn. Chúng ta sẽ thấy là có 8 line, 1 đến 8 này các bạn. Và đây có cái kiểu EQ và hai cái line đầu thì chúng ta sẽ có một cái điều đặc biệt là ở cái nút mid này có recency này các bạn. Đó. Mixer này 8 line nhưng mà có một cái đường ốc sen này các bạn. Có đường ốc sen này. Có kết nối Bluetooth luôn nè các bạn. Có kết nối Bluetooth nè. Đó. Chúng ta có thu thu bằng thẻ SD. Đây là Stealth Record và phát lại bằng thẻ SD. Đó là về mặt trước nha các bạn. Rất là dễ dàng và rất là chắc chắn. Đây là mặt phía sau. Toàn bộ những cái jack cắm là chúng ta sẽ cắm ở phía sau này các bạn. Line số 1 và số 2 chúng ta có cái jack là tích hợp Canon 6 ly. Jack số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 là ba cái jack stair. Cái mixer này dù nhỏ nhưng mà chúng ta sẽ có thêm cái đường là cái đường monsen ở đây và có đường effect sen ở đây nữa các bạn. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái đường out left right. Out control room. Ở cái mặt trước này thì đập vào mắt của mình rất là ấn tượng, đó chính là một cái logo in nổi và được cái mạ bạc rất là sáng. Với GM Onyx, một kiểu EQ mà hai lay đầu chúng ta có recency nè. Chúng ta có bộ effect nằm ở đây, chúng ta có thu bằng SD, chúng ta có phát nhạc bằng Bluetooth và chúng ta có thu multitrack nha các bạn. Tiếp đến là em 12 nha các bạn. Đây, rất là đẹp các bạn ơi, rất là đẹp. Đấy, đây là mặt phía trước nha các bạn. Đây là mặt sau. Vẫn là thiết kế, tất cả các jack cắm và đường ao nó nằm ở phía sau. Và rất là dày nha các bạn. Với em 12 này thì chúng ta sẽ có 12 đường. Và khác biệt với em 10 này chúng ta sẽ có những cái fader đẩy nha các bạn. Và cái số lượng, cái đường jack mono cắm vào là 4 đường. Và mỗi đường như vậy thì chúng ta sẽ có nút mid frequency và còn lại là 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái jack này là jack stair nhé các bạn, đường vào stair. Với em 12 này thì chúng ta sẽ có nhiều đường line hơn, đồng thời chúng ta sẽ có là
thêm những cái đường output, hai đường monsen. Đấy. Và chúng ta có nhiều đường vào hơn thôi. Vẫn là re-harmonic. Bốn cái đường line mono, chúng ta sẽ có cái kiểu EQ là có mid frequency. Chúng ta có hai đường monsen. Chúng ta có cần đẩy fader. Chúng ta có thu phát bằng Bluetooth, thu phát bằng thẻ SD. Và một điều quan trọng là thu multitrack bằng cái cổng USB 2.0 này. Đó, thì thu với cái độ phân giải cao ha các bạn ha. Rồi, vừa rồi thì mình đã đập hộp cho các bạn hai cái mẫu mixer cực kỳ mới và được hãng dành những cái lời rất là có cánh ha. Và hẹn các bạn ở những cái video lần sau sẽ có những clip test về chất tiếng, về effect và cái cách thu multitrack cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.